Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm chiếc mặt nạ như thế này nhé. Và bây giờ chúng ta cũng bắt tay vào làm thôi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm một chiếc mặt nạ hóa trang Halloween dễ thương nha. Nguyên liệu của mình ở đây cần có đó là một chút cái sợi len màu trắng như thế này. Mình sẽ sử dụng để mình làm cái dây buộc của cái mặt nạ ấy mọi người. Thì mọi người có thể sử dụng các loại dây khác nhá, ví dụ như là dây ri băng này, dây nhung, dây thun chẳng hạn đấy. Mọi người dùng dây gì cũng được miễn là buộc được nhá. Mình cần có bút chì, cái kẻ kéo này, cái keo nến. Mình phải sử dụng keo nến thì mới dán được nha mọi người. Tại vì mình sẽ dùng cái xốp nhũ này để mình trang trí này. Xốp nhũ này thì mọi người dùng keo thông thường là dính nó không chắc được đâu. Mình phải dùng keo nến nhá. Thì ở đây mình dùng hai màu xốp nhũ là màu đỏ và màu xanh da trời như thế này. Mọi người có thể lựa chọn những cái màu sắc khác mà mọi người ưa thích nhá. Mình sẽ sử dụng cái bìa màu vàng này để mình làm chiếc mặt nạ. Mọi người dùng bìa nhá, dùng bìa màu giống mình. Như vậy thì cái mặt nạ mình mới cứng cáp được. Đây, ở đây mình có một cái dập lỗ để mình tạo các cái họa tiết trang trí mọi người. Đấy. Ở đây mình dùng là cái dập lỗ tròn cơ bản thôi. Mọi người có thể mua các loại dập lỗ hay ra họa tiết ý. Kiểu hình trái tim này, hình tam giác, hình bông hoa, vân vân, nhiều loại dập lỗ nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào làm nhé. Đây, đầu tiên thì mình sẽ kẻ một đồng thẳng. Mình kẻ, mình tạo khung cho cái mặt nạ ấy. Thì lúc mà mình làm xong cái mặt nạ của mình nó sẽ được đều một cân hai bên mặt. Mình sẽ kẻ như thế này, 18 cm chia làm 2, mỗi đoạn là 9 cm nha mọi người. Đây, mình kẻ một đường thẳng ở trung điểm này, đi lên đây, kẻ đường thẳng vuông góc nha mọi người. Ở đây mình cũng sẽ chia làm hai đoạn, mỗi đoạn 9 cm. Bây giờ mình sẽ nối các cái điểm mình đã đánh dấu lại. Bây giờ thì mình sẽ phát hình chiếc mặt nạ lên đây nhé. Mình phát thôi, mình không cần phải vẽ quá đẹp đâu. Đấy, lát nữa mình sẽ chỉnh sửa lại. Đây, bây giờ thì mình sẽ kẻ cho nó đều nữa. Thank you.
Bây giờ mình sẽ nối những điểm đã đánh dấu lại nhé. Những cái phần dư này thì mình bỏ đi nhé, mình không dùng đến. Bây giờ thì mình sẽ đính cái dây buộc cho nó. Mình gặp mặt sau nhé, mình đính dây buộc. Dây buộc thì mình sẽ đo một cỡ khoảng gang tay nhé. Mình cắt ra rồi mình cắt thêm một đoạn bằng đoạn đấy. Sau mình cần hai đoạn bằng nhau đó mọi người. Rồi, bây giờ thì mình sẽ dán vào. Mình cho keo vào, mình dán cố định lại. Mình sẽ dán cho hai bên cân nhau nha mọi người. Thì mình đặt đúng vào cái vị trí mà mình kẻ này. Vị trí mình kẻ ban đầu ấy, bây giờ mình đặt vào mình làm thì là nó sẽ cân được. Rồi bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái phần đĩa dư mình cắt ra ban đầu này. Mình áp vào để cho nó cố định lại. Như vậy thì cái dây của mình sẽ không sợ bị tuột ra nhá. Đó, mình áp chặt vào để cho nó dính chắc. Rồi, vậy là mình đã hoàn thành xong cái mặt nạ đấy mọi người. Bây giờ mình sẽ dùng tay mình gỡ những cái sợi keo mà dính cái này đi. Lúc mà mình dán keo ấy thì nó sẽ kéo được sợi những cái keo khô ấy. Thế mình chỉ cần giật ra là xong. Rồi mọi người giật xong thì mọi người phải phủi đi luôn nhé, không thì nó sẽ dính ngược lại đấy, nó dính ngược lại vào cái mặt nạ của mình. Đây, mình phủi cái mà mình giật ra đi. Đây, đây là chiếc mặt nạ mình đã làm xong rồi mọi người, rất là xinh, làm thì rất là đơn giản, dùng mỗi bìa màu và mình sử dụng thêm xúc nhũ để tạo điểm nổi bật cho nó. Đấy, rất là dễ làm đúng không? Đây, nó có hai cái dây này, khi mọi người đeo thì mọi người buộc vào và sau này là được. Đấy, thắt nút vào. Đây, đây là chiếc mặt nạ mình đã hướng dẫn mọi người làm đấy, rất là dễ làm và xinh xắn. Thì mọi người có thể tham khảo cách làm của mình để làm những chiếc mặt nạ Halloween thật là xinh nhá. Thì cái video này của mình đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha.